Tôi xin kính chào các bác nhé. Hôm nay tôi giới thiệu với các bác 11 cái câu hỏi thường gặp để chăm sóc cây nhất chi mai trong mùa xuân này. Đây là một cái video nó tổng hợp cả cái kỹ thuật trồng, chăm sóc và cắt tỉa cũng như sâu bệnh, cho nên là các bác xem thì có thể giải quyết được rất nhiều những vấn đề thực tế khi mà bác trồng và chăm sóc cái cây này. Thì cái câu hỏi thứ nhất là liên quan đến sâu, thì đó là cây sâu đục ngọn. Hiện nay thì nó bắt đầu đến cái thời kỳ mà sâu đục ngọn rất là nghiêm trọng rồi. Cho nên là chúng ta bắt buộc phải kiểm tra cái con sâu này. Thì ở đây chúng ta sẽ quan sát cái ngọn của nó, nếu như nó bị héo thì là nó bị con sâu nó nằm ở trong này rồi. Còn trường hợp bác mà tinh ý thì bác sẽ nhìn thấy ở cạnh những cái lá này nó có những cái quả trứng nhỏ như cái đầu chân kim ấy, màu trắng hoặc là màu vàng ngà. Thì khi nào bác thấy cái quả trứng đó nó nở ra thì bác phun là nó rất triệt để. Và cái thuốc mà bác sử dụng thì bác hay sử dụng Actara hoặc là cái thuốc mà tôi giới thiệu với các bác này. Đây, cái thuốc này là cái thuốc Zoram Super 50SG này, nó đặc trị cho cái loại này, bác phun một liều nhẹ là sẽ tiêu diệt được nó ngay thôi. Cái câu hỏi thứ hai là về cái bệnh gọi là bệnh chảy nhựa. Thì hiện nay cái thời kỳ này nó chưa có, thế nhưng mà tôi có video riêng rồi thì tôi không có chia sẻ với các bác nữa. Chứ còn ở đây thì tôi chia sẻ cái câu hỏi thứ ba, đó là cái bệnh về sưng rễ. Thì đây tôi đã lấy một cái cây mà nó có khả năng phát hiện được cái bệnh sưng rễ đây này. Đấy, nó sưng đây các bác nhìn thấy đây. Thì là tôi đã xử lý rồi cho nên nó gần hết rồi. Nên này tôi kiểm tra để xử lý lại cho các bác mà thôi. Thì các bác có thể vận dụng cái việc này thực hiện thì nó rất là dễ dàng thôi. Thì có hai cái thao tác. Thứ nhất là bác phải lấy cái dao sạch cái kéo sạch, bác cạo bỏ chỗ này đi. Bởi vì chỗ này là cái con vi khuẩn nó đang nằm ở đây, nó làm ổ đây, ta tách bỏ cái ổ đi. Còn những cái vết thương ấy, thì ta sẽ thực hành cái việc thứ hai là ta lấy cái thuốc kim cương bun hoặc là cái kháng sinh người của mình như này. Cái thuốc kháng sinh người này này, thì bác nghiền nhỏ ra và bác làm nó sệt sệt như là sữa cho trẻ em ăn á, bột á. Thì bác bôi vào đây thì sau một thời gian nó sẽ dừng được cái bệnh này.